Chào mọi người trở lại với Nhóm Review. Thì hôm nay nhóm sẽ giới thiệu về một linh kiện điện tử, đó là công tắc vô cấp. Thì ở đây mình có công tắc vô cấp EC11. Ngoài ra thì có công tắc EC12 và công tắc EC16. Đây, hình dáng của nó. Thì công tắc vô cấp này có một tên gọi nữa là Encoder Quay. Thì về cấu tạo thì trước tiên là hình dáng thì nó giống như một cái biến trở. Còn về cấu trúc bên trong, đây, cấu trúc bên trong thì nó giống như một cái bộ encoder ở trong động cơ encoder, cũng gồm một đĩa này, cái đĩa encoder và các cái kênh đọc tín hiệu. Đây, thì cách tính toán và các cái trạng thái ra vào ra nó giống như của cái bộ đọc encoder bên trong động cơ encoder. Đó, đây, đây, thì để sử dụng được cái công tắc vô cấp này, các bạn phải đấu thêm một số cái linh kiện điện trở này và thêm tụ nữa. Đó, thêm tụ để chống nhiễu. Thì ở con EC11 này có hai kênh, đó là kênh A và kênh B này, ở chân 1 và chân 3, và ở chân 4 là một cái đầu ra của nút nhấn đây. Khi bạn nhấn xuống là một nút nhấn này. Đó. Đó. Đây. Thì đây là bảng trạng thái của hai kênh đọc này. Thì nếu mà quay theo chiều kim đồng hồ thì đây ta có bảng trạng thái như này, 01 này, và nếu mà quay ngược kim đồng hồ này, bảng trạng thái này. Vì hai cái kênh A và kênh B này nó lệch nhau một pha là 90 độ. Đó. Thì đối với lại cái công tắc vô cấp này, hay là gọi là encoder quay, thì các bạn có thể ứng dụng nó làm như là điều khiển động cơ này, điều khiển tốc độ động cơ và chiều quay của động cơ, đồng thời là có thể đọc tốc độ động cơ. Đó là một chức năng của encoder, đọc tốc độ động cơ, hay là điều khiển các cái thiết bị khác. Thì ở đây mình đã viết một chương trình là đọc các trạng thái của encoder, tức là mỗi một lần mình quay một xung này thì là nó sẽ tạo ra một địa chỉ. Thì dựa vào một cái địa chỉ này bạn có thể cho nó chạy một chương trình nào con nào đó. Đây, mình sẽ in ra một cái địa chỉ này. Đó. Thì trước tiên mình nói về chân kết nối này. Thì đây, ở kênh A thì mình nối vào chân đây, chân 2 này. Và kênh B này, chân data đấy, nối vào chân 2 này, và nút nhấn này, nối vào kênh 8. Đó. Nối vào kênh 8. Thì hai kênh A và B mình cho vào chân ngắt. Đó, để đọc cái xung ra. Rồi. Và khi thay đổi các trạng thái, mình cho ra là các địa chỉ này. Thì đây mình cho chạy thử này. Đấy, thì ban đầu địa chỉ là 0, mình quay một pha. Đó, lên 1 2 3 4. Và quay ngược thì là cái địa chỉ này nó sẽ giảm. Đó. Thì khi nhấn xuống địa chỉ về 0 thì cái địa chỉ này đây, max của nó ở đây mình cho là có thể lên tới là 65.535. Thì các bạn có thể điều khiển các cái chương trình con với cái số lượng tương tự, thì tùy thuộc vào cái khả năng của các bạn. Rồi, đó, tăng giảm. Thì ở video này mình giới thiệu qua về cái chương trình điều khiển các cái chương trình, đọc ra cái địa chỉ để điều khiển các chương trình con. Và các video sau thì mình sẽ làm một số ứng dụng như là điều khiển tốc độ động cơ, điều khiển chiều quay động cơ, hoặc là điều khiển đọc tốc độ động cơ. Thì các bạn chú ý theo dõi ở các video lần sau. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.